Xin chào các bạn, mình tên là Phan Thị Thu Hiền và mình vừa mới đậu visa du học Úc. Sau đây thì mình xin chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm mình đã có được trong thời gian mình làm hồ sơ du học Úc. Cảm giác của mình thì bây giờ rất là vui và trong quá trình làm hồ sơ thì mình đã tìm hiểu rất là nhiều thông tin ở trên mạng và biết được công ty du học Tân Đại Dương và mình được chị Trang hướng dẫn làm hồ sơ. Đầu tiên thì chị Trang đã yêu cầu mình cung cấp những hồ sơ về tài chính, học bạ, những cái giấy tờ liên quan đến học tập của mình, ví dụ như là bằng tiếng Anh. Và chị Trang đã hướng dẫn hết những cái thủ tục và những cái giấy tờ cho mình. Mình chọn Úc vì Úc là một trong những đất nước nằm trong top có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới, và đặc biệt là nền kinh tế thì phát triển, giúp cho mình học quản trị kinh doanh tốt hơn. Và hơn nữa là ở Úc thì có cái dịch vụ hỗ trợ sinh viên cho sinh viên quốc tế rất là tốt. Hơn nữa thì tại Úc là một trong 10 nước đáng sống nhất trên thế giới, với cái khí hậu thì dễ dàng thích nghi, và con người thì thân thiện, và đó là một trong những lý do mà mình lại chọn Úc để đi du học. Qua đó thì đầu tiên em sẽ học trường UIT, Universal Institute of Technology, và sau đó là em sẽ chuyển tiếp lên Avondale để học tiếp chương trình cử nhân kinh doanh. Sau khi học xong thì mình sẽ dự định quay về nước và làm việc cho một công ty may Việt Nam. Khi làm hồ sơ ở đây thì mình cảm thấy các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và cung cấp và hướng dẫn cho mình hết những cái thứ mà cần thiết để mình có thể chuẩn bị cho việc xin visa dễ dàng hơn. Và mình xin cảm ơn công ty cũng như là chị Trang và chị Thúy đã luôn giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua để có thể xin được visa du học Úc. Nếu mà các bạn đang trong quá trình tìm hiểu và muốn đi du học nhưng mà vẫn chưa biết những cái cách thức và những cái quy trình như thế nào, thì mình nghĩ các bạn nên đến công ty Tân Đại Dương để có thể được tư vấn và hỗ trợ về cái vấn đề này. Bây giờ thì mình đã có visa rồi, mình chúc các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ thật tốt để hoàn thành và thành công trong quá trình xin visa của mình. Chúc các bạn thành công. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.